VSC đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư 10 nhà đầu tư theo dõi giao dịch livestream trực tiếp trên thị trường ở bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư theo dõi và nhận định trực tiếp những cái giá trị thực tế trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể nhìn nhận vào đây và tại sao để đến 85% nhà 95% nhà đầu tư giao dịch không thành công trên thị trường là chỗ bản thân các bạn khi tham gia vào các khóa học giao dịch Forex trên thị trường không đánh giá được các giá trị giao dịch thực tế trên thị trường bằng chính những tài khoản giao dịch live của thầy của các bạn. Tài khoản giao dịch chính là chìa khóa để cho nhà đầu tư có thể thành công được ở trên thị trường này, và chính vì thế tài khoản giao dịch chính là phản ánh về giá trị thành công trên thị trường. Không có tài khoản giao dịch thì sẽ không nói rằng không thể nào nhận định được là người đó có thể giao dịch được hay không trên thị trường giao dịch Forex này. Chính vì thế các bạn đi học ở bất kỳ nơi đâu thì các bạn phải yêu cầu nhà thầy phải chứng minh các giá trị thực tiễn này trên thị trường cho chính bản thân các bạn tham gia cái khóa học đấy. Không chứng minh được giá trị tài khoản thì tuyệt đối không được tham gia vào tất cả các cái khóa học, mà chỉ có lời hứa mà không có chứng minh được cái kết quả giao dịch của họ trên thị trường. Tài khoản giao dịch chính là chìa khóa để các bạn nhận định được người đó có thành công hay không trên thị trường giao dịch Forex này. Và kế tiếp, ở trên thị trường giao dịch Forex, nhà đầu tư phải thấy rõ một điều là khi chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thì không thể nào chúng ta học mấy cả những cái kiến thức ở trên thị trường này là những cái kiến thức mà chỉ dạy trên demo, bởi vì những cái kiến thức mà chỉ dạy trên demo không thôi nhà đầu tư sẽ không thể nào vận dụng được vào trong thực tế, bởi tiền của các bạn bỏ ra là tiền thật, thế nên không thể nào mua được các giá trị demo về trên thị trường này. Chính vì thế là nhà đầu tư cần phải nhìn nhận đánh giá lại ở trên thị trường. Rồi kế tiếp, ở trên thị trường giao dịch Forex này, khi các bạn học xong rồi thì thầy của bạn phải có giá trị thực tiễn là chứng minh với toàn bộ các bạn cái giá trị kiến thức áp dụng vào thực tiễn như thế nào, phải từ 3 cho đến 6 tháng để chứng minh về cái giá trị này. 3 đến 6 tháng thì chứng minh 4 giá trị sau để nhà đầu tư theo dõi và đánh giá. Thứ nhất là chứng minh về kiến thức giao dịch ở trên thị trường để nhà đầu tư theo dõi và đánh giá lại, nhìn nhận lại những giá trị mà các bạn vừa học xong sẽ vận dụng vào thực tế như thế nào. Thứ hai nữa là đánh giá về các mặt tâm lý giao dịch ở trên thị trường. Thứ ba là đánh giá về các kỹ năng và xử lý tình huống trên thị trường. Và thứ tư nữa là đánh giá về kết quả giao dịch ở trên thị trường. Có như vậy thì nhà đầu tư mới có thể vận dụng vào thực tế được. Không có điều này thì nhà đầu tư không thể nào vận dụng vào thực tế. Chính vì điều này mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận đánh giá lại. Đây là những điều mà trung tâm đào tạo Forex, website đào tạo forex.com muốn chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá lại. Chúng tôi mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này ở trên thị trường cùng với cả chúng tôi.